Hello, Điện Mặt Trời đang chào anh em. Hôm nay thì miền Bắc mấy ngày hôm nay mưa dập mưa dồn đấy. Mưa dập mưa dồn, mưa kinh mưa khủng đấy. Hôm nay lấy với nhà nhà lắng lên tí thì em quay giới thiệu với các bác một cái công trình ở gần nhà em. Đấy, một công trình bao gồm 16 tấm pin như thế này anh em nhé. Đây ba đây ban đây là có 8 tấm này. 1 2 3 này, 4 5 6 7 này, à 7 tấm. Đây là bên này khu này 7 tấm. Thế còn bên trên kia là còn 9 tấm nữa, 2 8 16 tấm. Ui giời ơi. Anh em ơi, đây là bác tủ, bác thợ nhá, bác ấy là bác dân thôi, dân dùng thôi. Nhưng mà bác này thì bác ấy biết chút cơ khí cho nên bác làm đẹp đừng hỏi luôn, anh em nhìn thấy không, đẹp không? Đấy, cái sàn này nhá, bác ấy lắp cách cái mái tôn đấy, cách cái mái tôn nó khoảng 1 mét đầu dưới này, còn đầu trên này, đầu dưới kia thì khoảng 70 phân. Đấy, thì nó dốc khoảng 30 phân. Nhưng mà đủ dốc như này nhá, anh em nhìn thấy dốc như này nhá, đủ để trôi hết các loại nước, các loại cạn bẩn anh em nhá. Và cái việc vệ sinh của nó rất là tuyệt vời. Đấy, rất dễ dàng và hiệu quả. Ui giời. Em mà đến cái công trình này nhá, bao gồm có 16 tấm long di 445 cộng với một máy lumen truy, và nó đỉnh cao một cái mà em sang em quay video giới thiệu các bác em còn phải giật mình. Ôi trời, mẹ bác chủ nhà bác công nghệ bác cũng làm đẹp lắm. Ôi, tí nữa em cho anh em xem vào cái khu vực máy nhá, mấy cả khu vực ATS nhá, nhìn quên luôn. Thợ làm mà còn có khi còn phải học hỏi nhá, anh em xem cái video này cũng có thể học hỏi cho mình những cái cách mà lắp đặt tấm pin này, chẳng hạn như tấm pin là xếp ngang hay xếp dọc được hết đấy. Bên này dưới gông tấm pin này thì người ta gông như thế này này anh em này, đây là cái gông U3x6 này, thấy chưa? Đấy, cái gông U3x6 nó sẽ kẹp vào đây và nó móc tấm pin lại. Đấy, cái cách làm nó như thế thôi, ai cũng làm thế thôi. Đây, bên chả như cái móc này. Đấy, cái gông ở dưới, cái gông em bán sẵn như này 10.000 một chiếc thôi anh em nhé, 10.000 một chiếc gông như này. Đấy, và cái tấm pin này thì sẵn có hai miền Nam Bắc em vẫn đang bán là 1.600.000 một tấm, long di 445W, hiệu suất cực cao luôn anh em. Nhá, hàng chuẩn xịn. Đấy, bảo hành 12 năm đừng có nói chuyện hỏng. Đấy, lắp một lần là sử dụng mãi mãi luôn. Đấy, thì bây giờ là em vào trong khu vực máy với lại khu vực pin lưu trữ để giới thiệu với anh em chi tiết về cái hệ thống combo này và dã từ điện lưới luôn anh em nhé. Ok. À đây, đây là cái khu vực máy anh em thấy chưa? Đẹp không? Úi, Lumen Tree này. Thực ra nó là con Sun 5000 anh em nhé. Tiền thân cha đẻ của nó là Sun. Đấy, hiện tại là điện áp là DC là 278V, đấy, AC là 231V. Nó rất là đẹp. Đây. Tần số là 49Hz. Đấy, AC nó đang đẩy ra lưới mấy cái sạc bình nó hút từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống ấy là khoảng sấp xỉ 900W, là sấp xỉ 1000W rồi. Đấy, nó tùy theo lắng yếu hay lắng đủ mà nó sẽ phát. Nhưng mà cái dưới này ấy, cái đây là cái màn hình thôi, màn hình trực quan thôi, chứ còn nhìn ở trên cái giao diện web của nó nhé, nhìn phê luôn anh em ạ. Thấy hết những cái thứ mà anh em nhìn thấy này. Đây là một bác dân thôi nhé, bác dân nhé, tự lắp đặt nhé, không em không tư vấn cái gì luôn. Mà bác ấy có thể lắp đẹp như này mà anh em thấy không? Có thể là sử dụng những cái ống gen như này, cái ống gen như lổi như này. Sau đó là mình chích lỗ để mình đưa dây lên thôi. Nó rất đẹp đấy nhá. Đây là tủ này. Đấy, ad fell pala này. Đấy, những cái ad này, những cái vật tư này là em cung cấp bởi vì nó là toàn đồ xịn rồi anh em nhá. Thương hiệu của Fell này, thương hiệu của Panasonic này. Đấy. Rất là ok. Thế còn bên dưới này, dưới đây là một quả pin. Quả pin này thì sử dụng là 280Ah và 51.2V, nó gồm có 16 cell Higer anh em nhé. Đấy, cái cách đấu nó tuyệt vời luôn. Đây là nó đang giao tiếp, cái này là cái này có giao tiếp với lại Lumen Tree anh em nhé. Đấy, có giao tiếp với Lumen Tree luôn. Đấy, và cái chọn cái combo này thì nó cũng không bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như cái con máy Lumen Tree này là họ đang bán 14 triệu đấy, máy pin lưu trữ này là 26 triệu. Đấy, thì nó hai thứ này nó rơi vào 40 triệu cộng với cái pin, bây giờ giá nó rẻ giật mình luôn. Cái pin tấm pin ấy 1.6 triệu một tấm anh em nhé, bán sẵn qua hai miền Nam Bắc. Thì với cái combo như này thì hình chính của nó ra thì nó chỉ rơi vào khoảng 70 triệu anh em ạ. Đấy, 40 triệu mới lại 30 triệu tiền pin với các cái thứ lằng nhằng nó đủ hết, và nó chỉ có khoảng 70 triệu thôi. Thì anh em được một cái hệ thống là, lấy ví dụ như một cái gia đình nào mà sử dụng khoảng 25 số điện một ngày thì thôi khỏi cần mua điện lưới anh em nhé. Với cái ngày nắng tốt đấy thì không cần mua điện lưới luôn. Và điện lưới thực ra mà nói là nó chỉ lấy, anh em nhìn thấy cái đồng hồ này, để lấy lưới này, nó chỉ lấy loanh quanh tầm độ 30W, 20W thôi, để gọi là duy trì mới nuôi máy vớ vớ vẩn vẩn thôi, ok chưa? Đấy, chứ còn nó cũng không cần phải điện lưới, bởi vì là thực tế mà nói ban ngày anh em mình có cắt điện lưới đi thì cũng chả sao. Đấy, thứ nhất nó lấy từ tấm pin này, đấy, xông qua máy là nó ra điện AC 220V, anh em dùng tẹt thoải mái rồi. Thế còn thừa một chút thì nó sạc vào bình ắc quy, đây là pin lithium lưu trữ, để rất là đẹp và gọn gàng anh em nhé. Đấy, thế còn thiếu một tí thì nó lấy từ ắc quy lên, đến tối thì mới lại lấy từ ắc quy lên dùng suốt, đến lúc đêm thì nó hết thì nó mới nhảy điện lưới thôi, chứ còn ban ngày thực tế là cũng chả cần điện lưới thì nó vẫn ok luôn anh em. Đấy, quá là tuyệt vời với những cái hệ thống mà tự lắp như thế này.
Đấy, em tính sơ sơ nhá, pin thì 16 tấm nhân với lại 1.600.000, máy thì Numentri 5,5 kW này là giá là 14 triệu và pin lưu trữ này có mạch Zika cân bằng 2A, đấy, mạch Zika cân bằng 2A, 16 cell 280Ah Higer là giá là 26 triệu. Thì hai thứ này là rơi vào 40 triệu cộng với lại 16 tấm pin nhân với lại 1.600.000 nữa thôi thì nó cũng chưa đến 70 triệu đâu. Đấy, cả mấy này áp yếu các thứ lằng nhằng nữa thoải mái thì cũng trả đến 70 triệu anh em nhé. Thì với cái gia đình mà dùng độ 25 30 số điện một ngày mà nắng tốt thì anh em mình không cần để dùng điện lưới, mình dùng khỏe luôn ấy. 25 30 số một ngày là một gia đình là khá là khỏe đấy chứ không phải là ít nha anh em nhé. Đấy, rất là hiện đại và phù hợp thôi. Đấy. Sạc bình còn no cả bình luôn cũng chả cần phải sạc nữa. Rất là khỏe. Trên này có thể cài đặt được hết nhé. Cài đặt được hết và cài đặt được thời gian sạc xả này rồi thì là công suất sạc xả này, dòng điện sạc xả các thứ là biết hết. Ok. Đấy. Rất là tuyệt vời anh em nhé. Rồi ok. Lát nữa thì em sẽ cho anh em xem cái app nó như thế nào. Đấy. À đây, thế còn đây là cái app, giao diện app của nó anh em nhé. Anh em nhìn trên app của nó có thể thấy được hết này. Nó đang lấy thêm điện lưới vào có 47W thôi. Còn lẽ ra nhà mình mà dùng tầm này nó cũng khoảng hơn 1 ký. Đấy, anh em nhìn thấy này. 1829W là lấy từ tấm pin này. Đấy, thông qua máy này. Nhà là dùng tùy theo là lúc có lúc lên hơn 1 ký 2, bây giờ thì đang tụt xuống 1963W. Đấy. À, còn đâu thì nó thừa một chút thì nó sạc bình. Đấy, sạc bình đang 77%. Đấy. Thế thì mọi thứ là ok hết. Đấy, anh em mà nhìn lên trực quan kia mà tất cả cái phần mềm này cũng điều khiển và cài đặt bằng tiếng Việt được luôn, rất là dễ dàng và giờ hiệu quả anh em nhé. Đấy, cái máy Lumetri 5,5 kW đấy, anh em thấy chưa, rất là hiệu quả. 1507W là tấm pin này. Đấy, hút điện lưới 43W này, đây là kẹp city này. Đấy, thừa dùng không hết này, thừa dùng có 1453W thôi, vẫn còn thừa 528W để sạc vào bình để tối mình dùng tiếp. Ok chưa? Nhưng này thì mình có cất điện lưới hay không cất điện lưới thì nó cũng chả quan trọng. Đấy. Anh em mình có những cái nhu cầu mà sắm cho mình những cái hệ thống mà chất lượng hợp lý, giá tiền hợp lý và đáp ứng cái nhu cầu gia đình thì vui lòng liên hệ 0989971780, em ghi ở góc trên màn hình đấy anh em nhé. Rồi. Anh em ở Thái Nguyên thì có thể là qua đây giao lưu để tham quan học hỏi, anh em mình giao lưu trao đổi anh em nhé. Ok anh em, xin chào anh em.